từ giấc mới vừa rồi đổ về 2-3 giờ chiều nó còn nóng nữa. Dạ. Mà xưa là xưa cứ đi lai rai tới chiều luôn á. Lúc đầu xưa đi có khó khăn không? Có nóng không? Có, lúc đầu thì cái cảm thọ cái thân này nó chịu không nổi á. Dạ. Nó chín thịt, nó phồng lên. Trời đất ơi. Nó phồng lên rồi nó đau nhức 4-5 ngày liên tục vậy đó. Nó phồng nước lên đó, phồng rộp lên đó, rộp lên. Nó phồng rộp lên rồi nó đau nhức, nó khó chịu ở cái tâm mình nè. Rồi làm sao mình đi được nữa? Nó cảm giác nó nhức nhối, nó bứt rứt khó chịu ở giữa cái lồng ngực nè. Dạ. Nhưng mà mình vẫn đi tại vì đã sư có tu rồi, sư biết rồi là sư tách cái tâm sư ra. Dạ. Là không có để cái tâm nó chú vô cái thân này. Dạ dạ. Là mình có cái tâm với cái thân đúng không? Dạ đúng rồi. Thì mình tách cái tâm mình ra. Dạ. Mình không có cho để cái tâm mình nó chú vô cái thân. Dạ. Các cả nhà xem châm sư này. Ừ. Người bình thường đó là không có chú vô cái thân này. Cái chân của sư là giống như có một cái lớp gọi là gì ta, lớp chai sạn gì đó. Chai đúng không sư ha? Đi lâu quá. Đi lâu á, nó nóng cái lớp chai trong. Thì bây giờ cái độ nóng bây giờ là sư chỉ cảm thọ là sư thấy nó còn ấm ấm thôi. Dạ. Hồi nãy con bỏ con đi thử. Con đi thử không nổi. Nóng thì không nổi luôn. Nãy tiếp là... đi thử sau lưng sư ở cả nhà. Cảm nhận nóng cái chịu không có nổi cái gì mình. Mình đây mà không là, không không đây, tại vì trời sư đang ngồi nghỉ ngơi nè. Trời năm nay giờ. Nắng quá, bây giờ nắng thì 12 giờ kém rồi đúng không? Bây giờ mấy giờ? À 12 kém rồi, 12 giờ kém 20 rồi. Để sư nghỉ ngơi. Nên là mình tiếp ra chỉ trò chuyện cùng sư. Hồi nãy thì nói chung là em gặp sư thì nãy đi trời nắng thì sư nói chung là mình mẩy sư mồ hôi không à. Dạ dưới trời nắng hơn bây giờ, bây giờ là nó mát mát nè. Nãy đúng rồi. Nãy đang đỉnh nắng mà. Hồi nãy là nắng. Hồi nãy mấy chị ngồi dưới kia thì nghỉ ngơi. Dạ. Nè chứ ông neo ông mất ăn mất ngủ. chạy ra ngồi tiết ngồi đường lộ luôn á. Dạ. Ủa sư đi nhanh vậy, mình nhìn quần quần cho đây không thấy. Giờ sư đi quen rồi, cái bước chân của sư nó phân phát à. Dạ đúng. Mình đi không kịp, đi không kịp, không cách nào đi kịp. Mới thấy đó thôi mà khoảng bước qua khoảng đâu một phút là sư đi vọt qua rồi. Được nước cho mấy quý vị này uống à. Dạ, dạ tụi con có rồi sư ạ. Có rồi sư. Ủa anh sao tắt đi. Nó tự động nó chạy trong đó. Anh em hỏi gì đi. Đó, nãy giờ thí chủ này cũng có hỏi sư một lúc rồi. Dạ. Vô đây ngồi đừng lúc rồi quý vị tới đó. Dạ. Nãy giờ tìm, tại vì tìm sư để cho ngồi cái chỗ này nó mát á, mình vô cho sư nghỉ ngơi rồi đi tiếp. Thì quý vị này chỉ sư vô đây. Dạ. Dạ. Tại vì từ cái đường này đi ra thì khá là vắng ha. Nhà cũng ít, từ đây rút ra tới quốc lộ là bắt đầu là rẫy là nhiều. Gần đây quốc lộ chưa anh em? Còn xe á, mới nửa xe. Đường thôi. Xe đỏ đi. Không, sư hạnh của sư là đâu có đi được cái xe đúng không sư? Cứ hành bộ thôi. Hành bộ thôi, tới đâu hay tới đó nó. Chứ sư đâu có bận công việc gì đi kiếm tiền kiếm bạc giống như quý vị đâu mà. Mà phải gấp gấp. Theo như con hiểu thì không muốn đi nữa thì tìm chỗ nào mát mẻ sư ngồi sư nghỉ thôi. Dạ. Đi nữa thì sư đi thôi. Dạ. Đâu có bận bịu gì ở thế gian đâu. Dạ. Mà gấp. Những cái chia sẻ. Mình ngủ là tối mình ngủ nghỉ trang hoặc là những nơi nhà hoang vắng vẻ thôi sư hả? Đúng rồi, những chỗ đất trống có cây cối giống vậy nè. Dạ. Đó, những rừng tràm hay là rừng thông gì đó. Dạ, là mình ngồi mình nghỉ. Nghĩa địa, nghĩa trang, nhà hoang, đất trống. Dạ. Đất trống là những cái chỗ mà bờ ruộng rồi đó. Dạ. Ví dụ như mái nhà người ta, mái hiên mình nằm được không? Mình nghỉ được không? Thì nhà hoang thì được. Còn nhà có người là không được hả? Ừ. Nhà mà bỏ hoang á. Dạ, bỏ hoang được. Thì được. Còn dạ, đi những cái đường mà không có rừng, không có nghĩa địa, nghĩa trang là có đồng ruộng đó. Ừ. Hai bên toàn là đồng ruộng thì tấp vô đó. Tấp vô mấy cái chỗ ruộng rồi đó, đi nằm, vô sâu sâu nằm ở... Nằm bờ ranh đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nằm trên bờ ranh đó, ngủ luôn. Ừ. Ngồi à, ngồi chứ quên, xin lỗi, ngồi chứ. Màn trời chiếu rất vậy đó. Dạ. Ngồi giữa ruộng vậy thôi. Dạ. Dạ thưa sư, mà trước khi mà sư quy y, mà sư khất thực như thế này thì... sư giảm bao nhiêu ký sư? Sư thì lúc mà sư nói chung là cái số ký sư nó cứ trung bình là khoảng ở 50-52 cỡ đó. Dạ. Dạ. Không có lên mà không có xuống ha. Đúng rồi. Đều đều vậy. Cái nó cứ vậy. Lúc chưa đi tu nó cũng vậy luôn. Dạ. Dạ. Ừ. Con nghĩ nó cũng phù hợp đi khất thờ, đi khất thực, khất sĩ, đi bộ hành mà ký như vậy là hợp lý. Nó có khoảng 50-52 ký khoảng đó. Cùng lắm nó lên xuống chừng 1-2 ký thôi. Dạ. Quê sư ở đâu sư? Sư quê ở miền Nam. Miền Nam. Miền Nam ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu á. Vũng Tàu.
sư tu là tu ở tỉnh Đồng Nai. Dạ. Tụi con được biết là sư cô Cảnh Tuệ cũng quê ở Vũng Tàu. Sư có biết cô Cảnh Tuệ không ạ? Sư chưa nghe nói. Dạ. Sư cô đó là tu ở đâu? Dạ cũng hạnh Đầu Đà. Hiện tại là đang khất thực ở ra ngoài Bắc á, đi chung với sư Tịch Quang. Ông sư chưa nghe nói. Dạ. Trong cái thời gian mà từ ngày sư phát tâm đi khất thực như thế nào đến nay á, thì có cái lúc nào mà sư đi cảm thấy mệt mỏi mà dạng như nó muốn ngất không? Có, sư cũng bị vài lần mà cái lúc mà cái thời gian mà kiểu như mình dùng cái vật thực mà mấy cái mà bánh đồ của tạp hóa họ mua cho nhiều quá. Dạ. Mình ăn rồi nhiều khi không để ý qua cái đồ quá hạn á. Dạ. Là bị trúng độc mấy cái thức ăn đó. Dạ dạ, bị ngộ độc. Dạ. Ừ, có bao giờ bị chưa? Bị ngộ độc mấy cái thức ăn đó, nhưng mà được cái là phải chịu khó đi mấy tiếng đồng hồ liên tục rồi uống nước vô. Dạ. Rồi nó mới thải chất độc. Cho thải hết ra. Dạ. À, để cho mình thải qua mình uống vô để thải ra đó. Đúng rồi, uống nước rồi phải đi liên tục. Dạ. Cứ đi liên tục đi đều đều gì đó không có nghỉ. Rồi đi nó thải chất độc rồi. Cũng cái đồ tạp hóa bánh đồ này. Dạ, hết hạn gần hạn sử dụng hết. Dạ, hết hạn sử dụng hết. Dạ, mô Phật sư cho bánh phép với sữa rồi đó. Mô Phật sư cho phép con hỏi vì sao sư đến với con đường Phật pháp thì sư? Nghiên cơ gì sư đến với con đường Phật pháp đó sư? Cái này sáng hỏi sư là cũng có chia sẻ rồi nè. Dạ. Giờ hỏi lại. Dạ. Con chưa nghe. Dạ. Có hả sư? Dạ. Đó là sư sáng sư chia sẻ cái này đó. Sư chia sẻ rất là rõ luôn đó. Là vì lý do là nếu mà hồi sáng có quay rồi là tua lại có đó. Có hả sư? Vì lý do là sư cảm nhận được cái nỗi khổ vô thường của người đi theo. Đúng rồi, vô thường là nhớ. Nó vô thường thì nhớ. Đó là thấy được cái chỗ mà vô thường sanh tử đó. Sanh tử. Là chân lý nó nằm ngay cái chỗ sanh tử đó. Dạ. Là tất cả cha mẹ những người thân bằng quyến thuộc xung quanh mình kể cả tài sản vật chất trên thế gian mình tất cả đều là vô thường hết. Dạ. Thì cái gì là vô thường cái đó là khổ. Đó, những gì xung quanh ta nó đều là vô thường thì tất cả là đều là khổ hết. Dạ. Cả cả cái thân này luôn. Dạ. Cái thân của mình cũng là vô thường, cũng là khổ luôn. Đó thì sư thấy được cái chỗ đó là sư mới đi tu. Dạ. Vậy sư trong cái khoảng thời gian mà sư đi tu á, mà mình ngủ trong nghĩa địa nè, nhà hoang đồ á, thì trong quá trình ngủ đó thì sư gặp sự cố gì nguy hiểm về mình không sư? Không thì sư là sư không còn kẹt ở trong cái tưởng nữa nên về cái phần ma chết là sư không có thấy. Dạ. Có thời gian đầu thì có gặp ma là gặp ma sống thôi. Dạ. Ma sống là vô ăn nhậu rồi xịt khe ma túy rồi đó. Dạ. Chứ ma chết thì sư không có thấy. Dạ. Thấy là thấy chỉ có thấy ma mà còn sống á. Dạ. Thì đó thì cái thời gian đầu sư ở chùa sư cũng có qua nghĩa địa sư ở. Sư ở chùa thì sư cũng có tập ở nghĩa địa rồi ở rừng. Cũng có tập đi du tăng. Dạ. Đi du tăng là đi bộ hành đó. Dạ. Nên sau này sư bỏ chùa sư đi là sư đi trong cái trạng thái nó tự tin, nó không có lo lắng sợ hãi gì đó. Dạ. Tại vì sư đã có tập qua ở chùa hết rồi. Chứ không phải giống như người ta mà vô chùa là tu cứ ăn sung ở sướng rồi vậy đó. Dạ. Không phải là ở êm mắm rồi cứ xài tiền xài bạc thoải mái vậy đâu. Đó là sư ở chùa sư tu là tu cũng giống như thời nguyên thủy của Đức Phật vậy đó. Dạ. Tại vì sư đã thấy được cái con đường là phải buông bỏ hết, là đi không có dính mắc vô ai hết đó. Đó là chỉ có đi tu giống như Đức Phật là mới giải thoát được rồi. Dạ thưa sư, thì trong cái thời gian mà sư đi khất thực á, thì sư đã gặp trường hợp nào mà người ta đối xử không tốt với sư, hoặc là bị có tác động vật lý hay người ta có lời lẽ thô tục đối với sư chưa? Cái vấn đề đó thì lâu lâu thì cũng có gặp nhưng mà ít. Đa số là những cái người mà nó không biết về Phật giáo á. Dạ. Thì kiểu như người nói là giống như là bắt chước ông này bắt chước ông kia rồi kiểu như là đi còn thanh niên rồi vậy mà đi tu rồi này kia vậy. Dạ. Thì lâu lâu thì mới gặp những cái trường hợp đó thôi chứ không có thường. Dạ. Đa số là họ biết về Phật pháp nhiều. Dạ.
mọi người có gì chia nhờ sư chia sẻ cho sâu, sư chia sẻ. Có một cái mà con thắc mắc từ sáng giờ là ví dụ như mình đi khất thực á thì sư ăn một ngày một bữa đúng không? À, thì tại sao sư không ăn cho thoải mái luôn đi, mình đói lần nào mình ăn cho đó, mình sống theo kiểu mà mình tu theo kiểu là nguyên thủy mà. À, thì tại sao mình không ăn luôn ngày ba bữa đi, nó có sức khỏe để mình đi tiếp, mà phải ăn một bữa chứ. Thì cái ăn một bữa là đã Đức Phật đã dạy rồi, ăn uống dạ. Biết liễu chi dạ. Đó là mình sống thiểu dục chi tốt mà dạ. Thiểu dục chi tốt là mình ăn uống là vừa đủ thôi, là ăn một ngày một bữa thôi. Đó có nghĩa là không để cho cái thân này nó sướng quá, cũng không để cho cái thân này nó khổ quá dạ. Có nghĩa là làm mình vừa đủ để bản thân mình đó. Đúng rồi, ăn một ngày một bữa để vừa đủ nuôi cái thân này để mà có giữ cái thân này lại mà tu thôi. Chứ không có lợi dưỡng quá là không có ăn nhiều quá dạ, cho cái thân này nó sướng quá dạ, không nghĩa là. Với ăn nhiều quá thì dục nó sanh khởi lên dạ. Mình ăn ít lại thì nó hãm cái dục xuống dạ. Với mình có hành pháp giống như mấy sư đây nè dạ. Đó thì ban ngày thì sư ăn ngày có một bữa chứ sư đi hành pháp vậy thì dục nó đâu có khởi lên đâu dạ. Cái dục là cái sinh lý đó dạ. Cái sinh lý là cái quan hệ giữa giống đực và giống cái đó dạ. Đó thì như sư đó ăn ngày một bữa rồi đi hành pháp liên tục vậy thì dục nó không có khởi lên được. Còn mà trong lúc ngủ thì nó có khởi lên trong giấc mơ thì sư ngủ ngồi là sư kiểm soát được rồi dạ. Đó là trong giấc mơ thì sư cũng đã kiểm soát được trong giấc mơ luôn. Dạ. Còn như lúc trước á, sư chưa có hành ngủ ngồi, sư còn ở trong chùa, sư ngủ nằm á, thì nó còn hiện lên trong giấc mơ đó, những cái dục, những cái quá khứ quan hệ nam nữ rồi đó dạ. Đó thì mình mà ăn nhiều quá thì cái chất dinh dưỡng nó dư ra đó thì thừa, nó, dạ. Nó sẽ bị xuất tinh, bị mộng tinh đó dạ. Đó là mình đâu có diệt dục được đâu dạ. Mình tu là phải diệt được cái dục đó đó dạ. Còn mà còn cái dục đó là còn phàm dạ. Đúng không? Cái đó khó lắm rồi. Còn phàm phu là còn dục dạ. Đó mình tu muốn thành bậc thánh là phải diệt dục đó dạ. Khó quá sư ơi. Chứ ăn một ngày ba bữa rồi chất dinh dưỡng nó thừa chất cái dạ. Lợi dưỡng cho cái thân này quá, cho cái thân này nó sung sướng quá thì nó khởi dục lên dạ. Nó khởi dục lên thì mình ngủ rồi mình nằm mơ mình không kiểm soát được thì nó mộng tinh, nó xuất tinh dạ. Rồi chưa kể mình không kiểm soát được là mình đi tìm người nữ mình quan hệ dạ. Thì mình phạm vô cái giới là tà dâm dạ. Hiểu không dạ. Mình phạm vô giới tà dâm rồi mình lâu ngày mình che giấu, mình che đậy không được thì mình xả y, mình bỏ tu, mình đi về đời luôn dạ. Mình đi về đời mình lấy vợ sanh con luôn dạ. Thì những tất cả cái dục đó là ma vương đó dạ. Cái ma vương đó nó lôi kéo mình đó dạ. Mình mà yếu mà mình mà định nếu là mình bị cái những cái dục đó nó lôi mình đi dạ, cám dỗ à, dạ. Là cám dỗ mình dạ. Đi là mình không có tu được dạ, đúng rồi. Còn định mình mạnh đó là mình mới tu được. Đó là mình phải diệt cái dục đó đó dạ. Cái chỗ này ai mà tu tới đây sư nói là mới hiểu sâu được cái chỗ này dạ. Con thấy sư đặc biệt cái là ăn ai cho gì mình cũng dùng nấy, nó không có phân biệt là đồ chay hay đồ mặn, nó ăn cái gì cũng được miễn là mình đủ sức để có sức khỏe mà giữ giới nữa, có giữ giới là không phải cái phân biệt là ăn thịt hay ăn gì cả, không phân biệt cái đó. À, dạ thưa sư, thì cũng có một số cái ý kiến cho rằng là khi một người mà ăn chay trường đó sư ạ, thì họ sẽ sử dụng những cái bộ chén bát riêng, son nồi riêng để nấu chay. Thì cũng có nhiều người nói là lấy nước làm sạch, có nghĩa là đồ nấu, đồ chay, đồ mặn thì khi rửa xong là sạch á. Thì sư cũng có thể chia sẻ cho tụi con về vấn đề này ạ. Như sư hành đó là những cái đồ mà sư đi khất thực ai cho sư đó là sư đổ vô bát đây, sư trộn lên sư ăn thôi. Dạ. Đó thì ăn thì chỉ biết nhai biết nhai, nuốt biết nuốt, rồi thức ăn cứng biết cứng, mềm biết mềm dạ. Rồi chua biết chua, ngọt biết ngọt, nói chung là biết, nhưng mà không có chú ở trong cái biết đó dạ. Là cái tâm mình nó không có dính mắc vô cái, dạ. Cái chuyện thức ăn đó, hiểu không dạ. Nó là ngon hay dở gì nó chỉ biết cái vị nó, rồi nó biết cứng biết mềm biết nhai biết nuốt thôi dạ. Chứ cái tâm mình không có chú vô đó, không có dính mắc vô cái việc ăn uống đó dạ. Đó thì giống như cái mà rửa chén rửa bát rồi gì cũng vậy,
mấy cái đó nó không quan trọng thì mình đừng có chú tâm mình vô đó. Dạ. Thực tế nữa. Đúng rồi. Đó, mình sống là con đường giải thoát là không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời là mới giải thoát được. Dạ. Đó thì như sư hành sư sống hay là sư trên đời này sư đâu có nương tựa vào ai đâu. Đó rồi kể cả những cái gì mà trên thế gian này là sư không có chấp trước, không có chấp vô nó. Dạ. Đó, cái gì nó diễn ra biết cái đó vậy thôi. Dạ. Như mình đi vậy thì gia đình mình có biết mình đang đi về đâu không? Mình đang đi tới đâu không? Không. Tại vì lúc sư còn ở chùa là sư có về thăm nhà là sư của nó có nói với người nhà là sau này cái hạnh của sư tu là như vậy nè. Là sư cũng bỏ chùa sư đi nay đây mai đó vậy đó. Có nghĩa là mình thường ngày đi đến giờ sư có liên lạc với gia đình. Không, sư đó đâu có xài tiền xài điện thoại gì đâu, không xài tiền không xài điện thoại, cứ đi bộ đi ra Bắc vào Nam vậy. Chắc có lẽ qua những video này nhiều khi người nhà của mình lại nhìn thấy sư trên video. Thì đó thì sư đi vậy đó thì có nhắn gửi gì không? Sư có nhắn gửi gì thì sư chia sẻ cái này là thì sư đi như vậy, sư sống như vậy á, thì khắp thế gian đều là nhà, đâu đâu cũng là thân bằng quyến thuộc của sư đó. Giống như bữa nay quý vị bữa nay có duyên gặp sư nè. Đó, bữa nay quý vị có nhân duyên gặp sư thì quý vị cũng là thân bằng quyến thuộc của sư. Dạ, dạ. Đi, vô đây. Chứ không phải là nhất thiết là người thân, người nhà của sư là trong kiếp này. Dạ. Thì chắc chắn là những cái clip này là nhiều khi là người nhà của mình là xem được. Đó, cũng là sẽ rất là vui khi thấy sư chia sẻ những cái này. Vui hơn là thấy sư vui hơn, khỏe mạnh. Rất là vui luôn, bảo đảm là rất vui và rất là mừng. Thấy cả nhà. À, buổi trưa nắng nha cả nhà, bây giờ là khoảng 12 giờ kém rồi, 12 giờ kém 10 rồi. Đó, và sư đang ngồi dưới gốc cây đây, chỗ này nắng ghê luôn. Hay mình di chuyển chỗ khác. Sư thì sư quen rồi chứ quen nếu mà quý vị cảm thấy nắng này quý vị tìm chỗ nào mát hơn đi rồi sư di chuyển qua đó. Dạ dạ rồi. Rồi. Dạ, chứ dạ. Sư thì sư thấy bình thường. Dạ. Mát mát rồi mình di chuyển. Thì quý vị thấy coi chỗ có chỗ nào mát quý vị ngồi được thì quý vị chuyển đi. Dạ dạ, con cảm ơn sư ạ. Dạ. Sư nghỉ xíu nữa.